Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Gương điển hình tiên tiến của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã được các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai sâu rộng, tạo sức lan tỏa trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Từ phong trào này đã có nhiều cách làm hay, nhiều gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong chuyên mục kỳ này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn hai tấm gương tiêu biểu học tập và làm theo Bác tại thành phố Lào Cai và huyện Mường Khương. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, năng động linh hoạt sáng tạo trong thực hiện mọi nhiệm vụ, chị Châu Thị Kết, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Tà Phời, thành phố Lào Cai, là một tấm gương phụ nữ tiêu biểu trong thực hiện công tác hội bằng những cách làm hiệu quả thiết thực. Chị Kết đã huy động được các hội viên tham gia vào các phong trào của phụ nữ trên địa bàn, thi đua lao động sản xuất, từng bước vươn lên xóa đói giảm nghèo, tích cực tham gia cải tạo vệ sinh môi trường nông thôn, góp phần tích cực trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Mới bước sang tuổi 27, nhưng chị Châu Thị Kết đã có tới 10 năm gắn bó với công tác hội, đoàn thể. Từ năm 2015, chị Kết được tín nhiệm làm Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Tà Phời, thành phố Lào Cai. Kể từ đó cho đến nay, người cán bộ hội năng động này đã có nhiều cách làm hiệu quả để xây dựng cơ sở hội vững mạnh, dành nhiều thời gian xuống cơ sở, thăm nắm tâm tư nguyện vọng của chị em. Từ đó có định hướng, giải pháp cụ thể giúp cho chị em yên tâm, tin tưởng vào tổ chức hội. Muốn phát triển tổ chức hội vững mạnh, trước hết phải quan tâm đến việc cải thiện, nâng cao đời sống cho chị em hội viên. Với suy nghĩ đó, chị Châu Thị Kết đã đưa ra được những cách làm thiết thực giúp cho chị em ở các chi hội có điều kiện để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Bên cạnh hỗ trợ chị em được tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi thông qua các chương trình đề án, thì những mô hình tiết kiệm đang được triển khai ở tất cả các chi hội phụ nữ xã Tà Phời cũng đã phát huy được hiệu quả tích cực. Đến nay toàn xã đã có 11 tổ nuôi lợn nhựa tiết kiệm, với tổng số tiền huy động được mỗi năm là trên 50 triệu đồng. Từ số vốn tiết kiệm này sẽ cho chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vay không lấy lãi, đầu tư phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Được sở hữu hỗ trợ của chị em phụ nữ thì tôi được vay ít vốn thì tôi cũng về tôi chăn nuôi gà và thả cá và rau rồng rau thơm. Cũng đời sống nó cũng nâng cao hơn, thoát được hộ nghèo. Trước kia thì cũng vất vả, nhưng bây giờ thì nói chung là cũng đủ được tiền chi tiêu và cũng có tiền con ăn học. Để mà xây dựng được cái chi hội vững mạnh thì chúng ta phải có tổ chức rất nhiều hoạt động về bề sâu cũng như là bề rộng để thu hút chị em tình nguyện vào tổ chức hội phụ nữ, có một cái điều kiện phát triển kinh tế, có một cái đời sống gia đình được no ấm, hạnh phúc. Năm 2020, Hội Phụ nữ xã Tà Phời cũng huy động được kinh phí để thực hiện hỗ trợ hội viên nghèo xây nhà mái ấm tình thương và hơn 10 công trình phụ trợ như nhà vệ sinh, bể nước, nhà tắm với tổng kinh phí gần 150 triệu đồng. Qua đó giúp hội viên phụ nữ ổn định cuộc sống, vươn lên xóa đói giảm nghèo. Kêu gọi sự ủng hộ của hội viên phụ nữ trên toàn xã chấp mối các đơn vị cá nhân hảo tâm để xin những vật liệu xây dựng như xi măng, cát, sỏi, gạch để giúp đỡ cho một hộ gia đình là Phản Mù Xiết ở thôn Núi Dì Sung để chị ấy xây dựng một cái nhà, một cái cơ ngơi để chị ấy ổn định cuộc sống, để phát triển kinh tế, đỡ cho chị em có một cái công trình, ba công trình vệ sinh để giúp đỡ cho chị em hàng ngày là sẽ thuận lợi hơn trong cái việc mà sinh hoạt trong gia đình. Khi đời sống vật chất được đảm bảo, chị em phụ nữ cũng có nhiều điều kiện để tham gia công tác xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Năm 2020, xã Tà Phời đã thành lập mới được 6 mô hình, 5 không, 3 sạch, 16 câu lạc bộ nhà sạch vườn đẹp, triển khai hiệu quả tuyến đường hoa phụ nữ tự quản có chiều dài là 4 km với tổng kinh phí trên 170 triệu đồng, tạo cảnh quan môi trường sáng xanh sạch đẹp. Chị em cũng huy động là bây giờ là mình tiếp tục chăm hoa thì lấy phân chuồng mình bón, xong rồi mình sẽ ươm thêm một số giống hoa hồng, hoa giấy và hoa tường vi chị em đã ươm rồi. Vài tháng nữa thì đường hoa nó sẽ xanh tươi hơn. Vâng, thì chị em sẽ duy trì cái đường hoa này để cho mọi người thôn mình đẹp lên này, mọi người đi qua cũng thấy đẹp này, đường xanh sạch đẹp lên thì rác nó sẽ không còn nữa. Với đồng chí Châu Thị Kết
là một trong hội phụ nữ là trẻ nhất trong thành phố, và đồng chí đã thể hiện được đúng vai trò, nhiệt huyết và cái tâm huyết. Thì với cái góc độ là đồng chí tham mưu cho Đảng ủy tất cả các cái công việc về trong lĩnh vực hội, thì đồng chí đã thể hiện được vai trò và khẳng định được là một đảng viên trẻ và dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Thì thực hiện theo chỉ thị số 03 về xây dựng thành phố Lào Cai sáng xanh sạch đẹp, thì vai trò của người phụ nữ thì càng khẳng định hơn và đảm bảo được cái ổn định đời sống cho nhân dân, đặc biệt là phát triển về kinh tế. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác hội, chị Châu Thị Kết cũng là một tấm gương trong phát triển kinh tế tại địa phương. Với mô hình kinh tế tổng hợp vườn ao chuồng này, mỗi năm gia đình chị Kết có thêm nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng. Chị Châu Thị Kết xứng đáng là người cán bộ hội điển hình xuất sắc, một tấm gương phụ nữ tiêu biểu, giỏi việc nước, đảm việc nhà. Thưa quý vị khán giả, cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra bảo vệ vững chắc đường biên mốc giới, thời gian qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng Lào Cai còn tích cực tham gia các nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới, quyết không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn. Trong phóng sự sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn tấm gương của một chiến sĩ ở chốt biên phòng nơi vùng biên Nậm Chảy, huyện Mường Khương. Lao Chải là địa bàn khó khăn nhất của xã Nậm Chảy, với đường xá đi lại khó khăn, quanh năm mây mù bao phủ. Cùng với các đồng đội của mình, Thiếu tá Trần Hồng Nguyên đã bám chốt Lao Chải từ đầu năm 2020 cho đến nay, thực hiện túc trực canh tác 24/24 giờ, kiểm soát chặt chẽ, không để tình trạng xâm nhập vượt biên trái phép xảy ra. Trong công tác phòng chống dịch, thì chúng tôi đã tham mưu trực tiếp với cấp ủy đảng địa phương, cũng đã phối hợp với đồn biên phòng và phân bổ công an viên, dân quân xã ra các cái chốt để phối hợp cùng ăn, cùng nghỉ, cùng trực tiếp tuần tra và làm công tác kiểm soát ở biên giới với bộ đội biên phòng rất là chặt chẽ. Và cho đến nay trên địa bàn tổ phụ trách không xảy ra hiện tượng dịch bệnh. Bà con nhân dân chấp hành tốt các cái chủ trương của Đảng, Nhà nước và luật pháp biên giới. Không chỉ thực hiện nhiệm vụ trực tại chốt và tuần tra biên giới, Thiếu tá Trần Hồng Nguyên và các chiến sĩ trong tổ công tác của chốt Lao Chải còn là những tuyên truyền viên tích cực trong việc vận động dân bản thực hiện nghiêm túc các quy định trong phòng chống dịch COVID-19. Năm 2020, Thiếu tá Trần Hồng Nguyên và các đồng đội đã vận động được gần 50 trường hợp đang lao động bên kia biên giới trở về địa phương thực hiện phòng chống dịch bệnh, tuân thủ cách ly theo đúng quy định. Chúng tôi luôn chốt hành thúc những cái dịch này, đi ra ngoài cũng luôn đeo khẩu trang này, không tiếp xúc với người ngoài này, cũng không đi lại qua biên giới, cũng luôn chấp hành, cũng luôn phối hợp với cán bộ bộ đội biên phòng cũng luôn có ý thức gìn giữ đường biên mốc dưới cọ bà con ở đây. Khi có phát hiện gì, bà con cũng kịp thời báo cáo với đội bộ đội biên phòng, chính quyền địa phương này giải quyết ổn thỏa, chúng cũng luôn chấp hành nghiêm túc mà. Nhận nhiệm vụ bám chốt từ đầu năm 2020, điều kiện sinh hoạt còn rất nhiều khó khăn thiếu thốn. Cũng hơn một năm nay, anh Nguyên chưa một lần về thăm nhà. Tuy vậy, vượt lên trên những khó khăn ấy, Thiếu tá Trần Đồng Nguyên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của người lính bộ đội Cụ Hồ, động viên chia sẻ để anh em vững tâm bám chốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Có cái sự phối hợp giữa công an quân sự và đặc biệt là chỗ anh em biên phòng đã trực 24/24 trên các cái chốt. Do vậy và trong cái thời gian vừa qua thì các cái công dân đi lại là cũng đều được kiểm soát để khai báo y tế và cũng cách ly theo đúng quy định. Thời tiết khí hậu rất là vất vả, anh em quản lý đường biên từ mốc 130 đến 135 và hoàn cảnh gia đình đồng chí Nguyên cũng rất là khó khăn. Thế nhưng mà đồng chí vẫn yên tâm tư tưởng cùng với anh em trên chốt và hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp ngày công lao động cũng như là vận động các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp là tặng cây con giống cho phân hiệu cho nhân dân cũng như là phân hiệu mầm non ở trên thôn Lao Chải, xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân dân rất tốt.
quản lý gần 18 km đường biên giới. Từ đầu năm 2020, đồn biên phòng Nậm Chảy đã thành lập 4 chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng chống dịch COVID-19, tăng cường kiểm tra kiểm soát, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép. Đến nay, đồn đã xử lý 65 vụ, thu dung 225 đối tượng nhập cảnh trái phép, thực hiện bàn giao trung tâm y tế huyện, cách ly theo đúng quy định. Đóng góp vào những kết quả ấy, có công sức của những cán bộ biên phòng như Thiếu tá Trần Đồng Nguyên. Họ là những lá chắn sống, luôn chắc tay súng, giữ vững biên cương tổ quốc, quyết tâm khống chế không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn. Từ đây thời lượng dành cho chuyên mục gương điển hình tiên tiến kỳ này của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.